Thưa quý vị và các bạn, kết quả trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua đã khẳng định quyết tâm chính trị cao, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Để có được kết quả đó, chính là nhờ chủ trương đúng đắn, sự chỉ đạo quyết liệt từ trung ương đến địa phương, cùng sự đồng thuận, đồng lòng, ủng hộ cao trong các tầng lớp nhân dân. Để phát huy được vai trò, sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cần coi trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với thực tiễn của địa phương. Để từ đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tích cực đấu tranh chống các hành vi vi phạm của các tổ chức cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tham nhũng tiêu cực. Chuyên đề công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương hiện nay là một chuyên đề quan trọng trong kế hoạch học tập của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ huyện ủy, thành ủy thuộc tỉnh và tương đương quản lý đối tượng 4 khóa 1 do trường chính trị Hải Lục Dòng tổ chức. Để đảm bảo nội dung, chất lượng, thông tin cập nhật phù hợp với địa phương, chuyên đề đã được đồng chí Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt, bao gồm các nội dung, những vấn đề chung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực trạng công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương hiện nay, phương hướng, giải pháp tổ chức, thực hiện phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Qua đó giúp các học viên có thêm kiến thức mới, cập nhật phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay về công tác phòng chống tham nhũng, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, phổ biến, tuyên truyền cho các cán bộ, đảng viên, hội viên tại địa phương đơn vị. Tôi là một học viên của lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4, cái lớp đầu tiên của tỉnh Cao Bằng đã mở. Và hôm nay được giảng viên truyền đạt cái nội dung kiến thức của phòng chống tham nhũng. Chúng tôi thấy là nội dung này đảng ta rất quan tâm và nhân dân hiện nay là cũng rất đồng tình trong với cái nội dung phòng chống tham nhũng của đảng. Đây là một nội dung cấp bách đối với cả địa phương và cả nước ta. Thế vừa rồi cái kết quả mà qua giảng viên đã trình bày, chúng tôi thấy rằng là đảng ta đã thực hiện, tức là cái phòng chống tham nhũng này không có vùng cấm, đã nghỉ rồi, nhưng mà nếu mà vi phạm thì đều được đem xét xử mà một cách công khai, nên là dân ta củng cố cái lòng dân, lòng tin của dân đối với đảng trong cái thời gian gần đây. Chúng tôi thấy là nhân dân rất đồng tình và tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng trong sự nghiệp xây dựng và xây dựng đảng, đặc biệt trong cái thời gian gần đây. Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban giám hiệu trường chính trị Hoàng Đình Dông đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo từng tháng, quý, năm. Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ chính trị cần thường xuyên quan tâm thực hiện. Đảng bộ nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên cập nhật văn bản, tài liệu, triển khai thông tin thời sự diễn ra ở trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực để tuyên truyền phổ biến, cũng như lồng ghép các nội dung chuyên đề trong công tác giảng dạy tại các lớp học. Trong năm 2022, nhà trường đã mở hơn 10 lớp cao cấp lý luận chính trị và trung cấp lý luận chính trị với gần 900 học viên. Các lớp bồi dưỡng ngành chuyên viên chính, bồi dưỡng hội đồng nhân dân cấp xã và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho các tổ chức chính trị xã hội. Thông qua đó, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, viên chức, học viên về tinh thần trách nhiệm, nâng cao ý thức trong thực hiện nhiệm vụ được giao nói chung và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nói riêng, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin và sự lãnh đạo của Đảng. Với chức năng nhiệm vụ của mình, thì trong thời gian qua nhà trường luôn luôn đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và đặc biệt là trong học viên các lớp đào tạo bồi dưỡng. Và trong 10 tháng đầu năm 2022, thì nhà trường đã mở được 14 lớp đào tạo và 34 lớp bồi dưỡng với hơn 5.000 học viên. Và qua đó thì nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác này là được nâng lên. Và từ đó thì mọi người thấy rõ cái trách nhiệm của mình cần phải tiếp tục đóng góp vào cái công tác này. Thế còn về nội dung thì song song với các chuyên đề được quy định trong giáo trình, thì nhà trường còn tăng cường mời các đồng chí báo cáo viên là những lãnh đạo các sở ngành phụ trách công tác này để phổ biến đến cán bộ, giảng viên và học viên những cái chủ trương quy định mới của Đảng và Nhà nước
về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, cũng như là thông tin về tình hình đối với công tác này của tỉnh. Và trong thời gian tới thì nhà trường sẽ tiếp tục lồng ghép tuyên truyền về công tác này, đồng thời khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta, và cũng nhấn mạnh vào những cái nhiệm vụ, những cái giải pháp mà được nêu trong báo cáo tổng kết 10 năm về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh cũng có nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, năm 2022, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo lập hòm thư tố giác hành vi tham nhũng, cung cấp số điện thoại của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công khai cho nhân dân nắm được. Qua đó đã tạo bước chuyển mới trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh. Trong năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, tổng số các vụ án hình sự, kinh tế tham nhũng và tội phạm khác trên địa bàn tỉnh là 37 vụ trên 75 bị can là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Trong đó, tội phạm về lĩnh vực kinh tế, về tham nhũng có 18 vụ với 45 bị cáo là cán bộ, đảng viên. Còn lại, các tội phạm khác. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa 5 vụ án, vụ việc có tính chất nghiêm trọng vào diện theo dõi chỉ đạo xử lý. Đáng chú ý, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xử lý kỷ luật một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua đó cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế vướng mắc, trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền giáo dục vẫn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Để kịp thời ngăn chặn những vụ việc tham ô, tham nhũng, hành vi quan liêu tiêu cực gây bức xúc trong dư luận, cấp ủy, chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, cảnh tỉnh chung cũng như tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong nhân dân. Với công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng, chúng ta biết rằng rất nhiều nước trên thế giới đã đưa công tác này vào chương trình phổ cập giáo dục từ tiểu học để giáo dục hình thành tư tưởng không tham nhũng ngay từ ngồi trên ghế nhà trường. Trước hết, đây có thể coi là nhiệm vụ và giải pháp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng đến hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là nhận thức đúng thì mới có hành động đúng. Nhiều hành vi tham nhũng do không nắm được chủ trương quy định về phòng chống tham nhũng mà dẫn tới hành vi tham nhũng. Đối với các đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên trong hệ thống chính trị xã hội thì công tác này nhằm đạt được 3 cái mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất ý, là về kiến thức, là cung cấp cho cán bộ, đảng viên về kiến thức, lý luận, cơ bản về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, rồi là thực trạng và phương hướng, giải pháp để thúc đẩy cái thực hiện công tác phòng chống tham nhũng ở địa phương. Về mục tiêu thứ hai, đó là về kỹ năng, là giúp cho cán bộ, đảng viên, người có chức vụ, quyền hạn, có kỹ năng tham mưu, có khả năng vận dụng kiến thức vào công tác phòng chống tham nhũng ở cơ quan, địa phương. Ở đây thì chúng ta thấy rằng cái việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng, ngoài cái chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị mình, thì người đứng đầu các cơ quan còn có trách nhiệm là tham mưu cho cấp trên, cho cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, để ngăn chặn các hành vi tham nhũng thuộc cái lĩnh vực, thuộc ngành mình phụ trách. Cái mục tiêu thứ ba là giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức được đầy đủ sâu sắc về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của Đảng để củng cố cái niềm tin vào đường lối chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và quyết tâm đấu tranh phòng chống tham nhũng. Để cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực có hiệu quả, thời gian tới cần đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi nội dung phòng chống tham nhũng tiêu cực đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân với nhiều hình thức tuyên truyền, nội dung chính xác, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, như việc phản ánh, thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xã hội quan tâm, tuyên truyền các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, được thực hiện thường xuyên. Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương đường lối, pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực được gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 11, 12, 13, kết luận số 21 KLTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền giáo dục và định hướng công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, thì trên cái cơ sở các cái quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng, thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ đảng viên, mà trước hết là trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định đến cán bộ đảng viên, để mọi cán bộ đảng viên nhận thức và hiểu rõ về cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện các quy định về phòng chống tham nhũng. Ở trong cái thời gian vừa qua thì tỉnh ủy, ban nội chính cũng đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản để các cấp các ngành triển khai tới các cấp các ngành, như là chỉ thị của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy chính quyền các cấp, trong đó có quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các cái giải pháp phòng ngừa tham nhũng, triển khai tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó một trong những mục tiêu lớn đó là các cán bộ đảng viên phải cam kết không tham nhũng bằng bản cam kết của mình khi đến cơ quan đơn vị trong vòng thời gian một tháng. Cái thứ hai là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp các ngành trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, của Nhà nước. Cái thứ ba, đề cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu, và có chế tài quy định rõ ràng đối với những cơ quan đơn vị nào nếu người đứng đầu và cấp ủy đó chưa quan tâm tới công tác và để cơ quan đơn vị xảy ra tham nhũng, thì trước hết người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp trên. Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2012-2022 đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới. Trong đó nêu rõ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần tiến hành đồng bộ từ trung ương đến cơ sở, cán bộ đảng viên thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thực tế cho thấy tình trạng quan liêu, nạn tham ô, lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực còn diễn ra ở các ngành, các địa phương. Với phương châm phòng hơn chống, việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cần sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng. Qua tuyên truyền giáo dục cùng với sự vào cuộc của nhân dân trong phát giác, tố cáo các biểu hiện, hành vi vi phạm sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ đảng viên, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối tác phong làm việc, thái độ ứng xử với công dân. Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân và của công luận trong công tác kiểm tra giám sát, phát hiện, đấu tranh phát hiện, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Chuyên mục xây dựng Đảng tuần này của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.